Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh đại, âm thanh cổ. Trở lại với clip ngày hôm nay là Khôi giới thiệu với tất cả mọi người chơi là một đôi loa rất hiếm và rất đẹp, rất độc luôn. Thì hôm nay á, Khôi kéo cái đôi loa lên ở trước này nè, để hai cái sát nhau để anh em cùng xem, cùng ngắm được cái độ đẹp. Vì bình thường á, là Khôi để hai cái bên này đây, hai cái bên này để tiện mình quay luôn, cho nó khỏi mất thời gian. Tuy nhiên ngày hôm nay là một đôi loa quá đẹp, quá đỉnh nên Khôi quyết định sẽ dành nhiều thời gian hơn một chút để review về cặp loa này. Và clip đầu tiên thì Khôi sẽ review về ngoại hình, rồi thông số kỹ thuật, rồi tư vấn phối ghép. Và clip sau, phần 2 á, thì Khôi sẽ quay về test chất âm. Thì Khôi sẽ hẹn anh em vào 20 giờ tối nay nha. Anh em nhớ đặt lịch, nhớ xem, đăng ký kênh để xem clip test chất âm. Còn bây giờ thì mình xem về ngoại hình. Thì cặp loa ngày hôm nay là cặp loa đến từ thương hiệu của Mỹ, Made in USA, đến từ hãng Manavox nha. Manavox thì thương hiệu này thì người chơi tại Việt Nam cũng đã biết nhiều. Đây là một hãng chuyên về loa, đặc biệt là bát 410 và loa kèn, loa còi á nha. Thì cặp này nó sẽ là một trong những cặp loa là để cần chân cũng như là để phục vụ cho anh em chơi những cái bản nhạc xưa, nhạc cối, mà có thể là ăn đứt luôn, để anh em thay thế cho những cái cặp loa Beoneer quá mắc tiền, giá nó chưa bằng 1/2 nha. Đó, vài thông tin như vậy. Và anh em cặp này thì Khôi cũng đã từng bán trên thị trường, cũng có bán vài năm trở lại đây thì cũng xuất hiện một vài cặp. Tuy nhiên anh em, cái cặp này nó có hai cái yếu tố. Thứ nhất là cái phiên bản lưới bố đẹp căng rời nha. Và đời thứ hai nữa thì theo Khôi cảm thấy đây là cái thùng gỗ bạch dương á nha. Không biết có phải bạch dương không, nhưng mà nó có một cái màu rất đẹp. À, theo cái ngôn từ mà khi Khôi mua hàng á thì anh em họ 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 bảo về như vậy nha. Còn mình thì cũng không dám khẳng định vì cái gỗ này ngày xưa thì nó có nhiều cái chất liệu. Bây giờ thì Khôi quay cho anh cùng xem và anh em cùng đánh giá. Đây này, cái căng nó nằm ở dưới này nha, mở một bên hai con nóc là Khôi mở sẵn ra rồi. Đó, mới quét sơ sơ bụi đó. Thì đây này, ngoại hình của nó ha, thật sự nó đẹp, nó có cái vân thông ở trong này này, đây này đó, nên mình có nghĩ là bạch dương này, bạch dương hoặc là gỗ 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 gỗ, gỗ thông ha. Đó, anh em cùng xem và cho Khôi cái cảm nhận nha, cho Khôi biết với cái lý do. Đó, thì cũng có thể là gỗ làng nhưng mà cũng phải đẹp, gỗ làng thì nó là gỗ màu đỏ chứ nó không có vân này ha. Thì cặp này được thiết kế là gỗ làng toàn tập luôn, nó có cái đình chỉ ở trước rất đẹp này. Đó, nó giống với một số hàng có cái đình chỉ ở trước nha. Đó, rất đẹp, thùng đồ vuông vức hết anh em nha. Nó nói chung là không có điểm trừ luôn, không có điểm trừ cho cặp này. Về ngoại hình là thật sự xuất sắc. Đó, rồi cái căng này nè, cái căng nó tới 3 lớp nha anh em, 4 lớp này, nhìn đã không, 1 này, 2 này, 3, 4 này. Đó, và khi lắp vào nó sẽ lồi ra mặt trước như thế này. Đó, anh em cùng xem. Đó, rồi tem đồ đầy đủ này, tem này, và đặc biệt rất là mới, anh em cùng xem về cái độ mới của nó. Thật sự là cái cặp này căng cực kỳ mới và đẹp nha. Cặp này nói thật, nếu mà có điều kiện thì người bán cũng nên dự là để sưu tầm á, nhưng mà Khôi có quá nhiều rồi. Hôm hôm qua Khôi đưa cái cặp này vào đây rồi nè. Cặp này là cặp cho những ai chưa xem á, chưa xem clip á. Đây, cặp này là cặp Sansui lớn nhất của cái hãng này. SBX11000 ha. Nó sở hữu hai bát 44 xăng ha. Hai loa mix 16 xăng. Một cái chép còi 20 xăng, hai tấc á nha, chép còi hai tấc. Và hai siêu chép, hai chép còi hai siêu chép nha. Hai cặp này nó được nối với nhau bằng một cái jack canon ở dưới này. Đó, có cốt chỉnh. Đó. Và cái này này mình có thể là nghe 1 2 3 này. Đó, đó. Nghe từng chế độ luôn. Tuyệt vời luôn. Rồi cặp loa thì có giá là khoảng cỡ 35 triệu nha. Anh em có nhu cầu thì mua. Lưới căng còn rất là đẹp. Rồi trở lại với clip này này thì thật sự đẹp. Đó, Khôi quay cho anh em xem nhiều góc cảnh luôn nha. Đó, ok chưa? Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt phẩm. Đấy, các cái góc cạnh đường nét nó chúng rất là đẹp. Đó, nó theo thời gian thì nó vẫn có những cái dấu vết, dấu tích, nhưng mà tổng thể là nó đẹp này. Khôi bật đèn sáng để cho anh em cùng xem đúng cái màu của nó ha. Đó, tuyệt vời ha. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ lấy nó ra. Đó, đẹp anh em nha. Thật sự là về cái lưới là đẹp, vì mua nó cũng vì đồ đẹp. Và cái e căng này bây giờ mình tháo dưới ốc ra rồi anh em này,
ốc nằm ở dưới này. Đó, hai con ha. Mình thảo ra. Rồi bây giờ mình lấy nó ra. Thì mình sau khi mình thảo xong á nha, thì mình kéo cái này ra này, kéo cái này ra. Đó. Trên này nó có hai cái chốt cài, em để ý cái nó gãy nha. Hai cái chốt cài cài vào phía trên. Đó, ok chưa? Rồi, coi để qua một bên nha. Cái bên này cũng vậy. Đó, coi để qua một bên. Đó. Thì cặp này anh em chưa buông ốc luôn nha. Toàn bộ đây là nó có dán đất sét. Nó đất sét và ốc lục giác nha. Ốc chụp á, đó anh em ha. Toàn bộ đây là đất sét. Đó. Thì cái model này xin lỗi đây chưa nói là nó là S8756 anh em nha, made in USA. Đó. Thì cặp này thì không biết nói gì hơn. Nó còn tem luôn anh em, còn ngày sản xuất luôn. Đây nè. Tháng 10 năm 1971 này nè. Đó. Cái chữ này là chữ cái gì đó tiếng Anh đó. À, nhưng mà nó là tháng 10 năm 1971 nha. Thì cặp này thuộc về hơi là cổ, vậy năm 71 và năm 2023 thì đã được 52 năm rồi nha. Mà nó còn rất là đẹp như thế này. Cái mặt trong này là mới dịch căng ra thôi nè, mình không có thậm chí nó mới quét bụi sơ sơ thôi ha. À, có số này, có số này. Đó. Tuyệt vời tuyệt đẹp luôn nha. Mấy cái này mình có thể không cần luôn. Gân của nó còn rất là mềm nè. Nè. Bát giấy và gân này anh em mới nhìn từ xa nó giống anh test nha, anh test. Thì cái cụ này á mình xem ở trên mạng á thì thông số của bát của nó là 40 nha. Bát giấy này, râu lồi này, rồi gân này là gân vải xếp anh em nha, 4 xếp anh em. Gân zin 4 xếp. Còn gân thay mà trên thị trường là 3 xếp. Rồi và cái này là chép còi này thì 30 nha, 30. Đó. Và đời này thì đời cụ móng loa này có phân tần nha, có tụ, có trở. Thì những cái cặp trước tôi đã bán rồi. Nó không phải đời này nhưng mà nó cũng là 8759 này, 8766 này, đó. Đã từng bán 587 nhỏ hơn cũng có rồi nè. 56 là bát 40 mà còn 46 là bát 30 nha. Đó, tuyệt vời. Rồi, đó là xong rồi nè, còn thêm một cái nữa. Và chưa bao giờ gặp luôn. Cái thùng này nè, đây. Anh em cái thùng này thùng hột này nè. Thùng hột. Anh em những người chơi đít tông rồi á thì anh em sẽ biết được cái thùng này, cái thùng hột này. Bình thường nó là chỉ là cái thùng đen thôi, nhưng mà hôm nay là thùng hột rồi nè. Tại vì khôi quay phía sau nó không được rõ nè. Đó, anh em nhìn này, đó, thấy không? Thùng hột ha. Đó. Có một cái cốt chỉnh anh em, cái này là cái cốt chỉnh này, ốc xiết nha, đời cổ ốc xiết ha. Made in USA này, đó, ha. Made in USA. 8 ôm, hả? Công suất á thì nó là auto nhưng mà nó là dùng loa cổ cụ móng, dùng loa nén nha, nên nó khoảng 50W thôi. Anh em có thể quấn đèn hoặc âm đi xuất tàu đều đến được nha. Không quấn nữa nè. Còn tem rồi đầy đủ ha. Đó. Tuyệt vời luôn. Rồi. Đây bây giờ khôi xoay đi, khôi xoay lại cho anh em nhìn cho rõ về cái đít của nó nha. Thật sự là nó đây cái thùng của nó này nè. Đó. Thì mới cái nhìn cái bánh này nè, kiểu như là nó là thùng bạch dương hoặc là thùng thông á, nhưng mà khôi đánh giá nó là thùng kiểu như là thùng bạch dương ha. Rồi, đây cái đít của nó nè. Thật sự cặp loa nó đẹp một cách kinh ngạc, kinh khủng khiếp luôn. Đây nè, mới ghê gớm luôn rồi nè. Cái này chưa lau bụi nè ha. Chưa lau bụi mà còn mới về. Đó ha, tôi quét bụi luôn cho anh em xem. Cái đồ mới của nó nha. Tuyệt vời, S8756 Made in USA này ha. Đây là cái chiều cao này, 27 nhưng cho 2,54 nữa nè. Đó, thì nó khoảng cỡ 60 mươi mấy á nha, cho gần 70. Thì cái đó mình bấm lên để khôi tống luôn cái chiều cao nha. Đây bây giờ mình tính cái chiều cao á là hai theo cái chiều in á 2,54 này nhân cho 27 cm này, 27 này. Chiều cao là 68,5 thì cho là 68 anh em nhé. Rồi chiều rộng này. Chiều rộng là 43,1 thì cho là 44 ha. Đó. Còn chiều sâu nè. Chiều sâu là 35,5 là 36 nha. Rồi, mình thông số lại là 68 nè. Đó, 44 và 36 nha. Anh em lưu ý. Và cũng rất là nặng nha. Cũng rất là nặng luôn. Đó, rồi. Rất đẹp rồi nè. Tuyệt vời luôn ha. Nói chung là không có điểm trừ cho cặp loa này. Điểm trừ duy nhất mà có thể là anh em phân vân và cân đối trong cái mùa này đó là về tài chính. Vì sao? Vì trong cái mùa này là gọi là mùa kinh tế khó khăn.
nên nhiều anh em đã giảm cái sức chơi. À, có nghĩa là mình cũng thấy nhiều anh em cũng nói là đồ năm nay rất là đẹp, giá rất là tốt, nhưng mà vì kinh tế khó khăn nên là cái sức chơi bị giảm, có thể bị giảm nhiều, mặc dù là giá nó cũng tốt hơn. Những cái đôi mà lưới vải này và thùng gỗ bình thường thôi, hoặc là thùng xi dán, thì những cái cặp bát 40 này nó sẽ rơi vào khoảng 18 triệu nha, 18 triệu. Tuy nhiên cái cặp này là lưới bố căng rời, lưới gỗ đó, bố mà gỗ 3 lớp nữa, và thùng này nên là nó cao hơn chút, nhưng mà khó đánh giá nó vẫn xứng đáng để chơi, tại vì quá hiếm mà này, 3 năm mới gặp một đôi mà cũng không có cái thùng này luôn. Đó, nên là cái mức giá so với chất âm thì nó quá đỉnh, tại vì nó là còi mà anh em, chấp còi 3 tấc mà nha. Thì anh em cân nhắc ghép nghe nhạc vàng, nghe bolero nhẹ nhàng hoặc là nghe cối là số 1 luôn. Đó. Và cái mức